Bạn đang cần tiền lời thật uy tín để Black Google Buy giá rẻ chất lượng thì hãy nhớ qua showviet.vn của MOBA nha. Hello cho anh em của đêm nha. Đêm nay MOBA sẽ chơi Celica bằng cáp nha. Hình như có đứa nào bảo Celica là chùm AD. Vậy thì hãy xem cáp. Ủa? Mà hình như mình bảo anh em ơi. lỡ mồm nha. Cái này thực ra thì AD cứ nào cũng khỏe hết. Quan trọng anh em có được bắn hay không. Hãy nhìn xem mình được bắn đây. Mình dí hai đứa trai trung quân. Bật chưa một lướt cho hai. Ơ kìa không chí mã. Rồi ôi. Ơ kìa. Cái gì thế nhở. Coi như anh em chưa nhìn thấy gì nha. Alice thì thật chết không chi sinh không chị phú bồ. Còn mình thì đang thử hơi là tốc biến vào tường nó có đau không. Hên quá anh em ơi, một pha ngáo ngơ lại có mạng. Nhưng mà quả đấy nếu không có Alice thả chết không chịu hy sinh chú bồ ý, chắc là mình cũng bị chết rồi. Bởi CK bắn đơn mục tiêu mà Alice yếu máu hơn mình quả đấy. Thế nha, Alice bị tấn công chứ không phải là mình bị tấn công nha. Với cả có thêm flash tới chứ không nên CK bắn cả đô rồi. Là CK của con tướng AD thì đầu game nó không yếu đâu. Đam đầu game cũng ổn phết anh em. Bắn đơn mục tiêu đau bởi vì nó nội tại có công, có chí mạng. Đấy, thành ra thì không có đùa với bé CK đâu nha. Nói trừ AD thì cũng không có ngoa khi có chơi cuối. Mà đối mặt với biết cáp thì anh em sẽ biết cái chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Ta ra, mới level 3 này. Bật pháo lướt, chưa kịp. Bắn phát thứ hai thì đã chí mạng rồi. Còn bắn Veda thì mình hơi đen nha, bắn Tara thì mình đỏ hơn một tí. Ok, chơi AD gì mà anh em yếu máu đầu game thì nhớ lên cái chỉ máu nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ ăn rồng thôi. Thực ra nhiều anh em vẫn yêu cầu là anh MOBA ơi chơi cap đi thì cap 1S2023 có khỏe hay không. Tất nhiên là khỏe rồi, đây là biểu tượng kỹ năng mà anh em ơi. Chúng ta vừa đi vừa bắn, chúng ta thả diều rất là tốt. Chúng ta khắc chế mấy con tướng kiểu sát thủ chạy theo và những con tướng mà chạy theo ấy. Thì mình ý, hoàn toàn có thể thả diều cực kỳ easy nha em ơi. Cố gắng thì không để sốc đam đầu tiên, sau đó thì mình vừa đi vừa bắn thôi. Súng nhỏ nha anh em ơi, cứ súng nhỏ trước. Một khoảng cách xa mình bắn súng to thôi, bắn súng to thì mình cũng bắn một phát thôi. Sau đó mình chuyển súng nhỏ bắn liền anh em ơi. Rồi lướt số 2 bắn thêm phát súng to nữa. Nói chung là các bạn chỉ bắn hai phát súng to thôi, chứ đừng bắn nhiều súng to nhé. Không thì bắn một thôi cũng được. Ơ kìa. Bọ ơi làm gì đi bọ ơi, lên đi bọ ơi. Mình sẽ hỗ trợ ngay sau đây. Rồi, sau đó thì chắc là Veda không chửi Wonder mình đâu nhỉ. Anh em nhở, rõ ràng là chạy được rồi. Hên quá. À, hiện tại xem clip của MOBA chắc chắn chỉ có thể là những anh em cú đêm giống như mình thôi. Vừa xem xong trận đấu giải mãn nhãn của Sài Gòn Tôn với V Gaming và kết quả vẫn như mọi năm anh em ơi. V Gaming xứng đáng là ông vua về nhì ở giải đấu trường danh vọng, chưa có cơ hội được rút kiếm. Còn Sài Gòn Tôn hình như là lên ông vua rút kiếm rồi. Hiện tại có lẽ là 6 mùa vô địch đấu trường danh vọng. Cái thiếu của Sài Gòn Tôm bây giờ có lẽ là giải quốc tế thôi. Và hy vọng giải quốc tế ABL năm nay 2023 Sài Gòn Tôm sẽ có danh hiệu của mình nha, để bổ sung vào cái chuỗi danh hiệu siêu khủng của mình. Nói chung là Bang là một cái game thủ chuyên nghiệp rất là nổi tiếng, và thần đồng bây giờ thì đã hết thần đồng rồi, bây giờ gọi là ông vua, ông thần rừng rồi. Ok ta na, đừng có đùa mình nha. Ok, nói chung thì trận này mình được bắn anh em ơi, quá easy. Con cáp này mà được bắn thì nó kinh lắm anh em ơi. Đặc biệt đầu game mà nó khỏe thì nó khỏe dã man luôn ý. Nếu mà có bảo kê tốt thì nó còn dí tim mạng, chạy không có chạy được đâu. Con này hoàn toàn có thể chơi hổ báo cáo trồn nha. Bạn chạy hộ mình với. Bạn chạy lướt cho bạn bắn thêm phát nữa này. Veda quá đen, gặp ngay bé cáp biết bắn anh em ơi. Nói chung trận đấu này team bạn mặc dù có tanker tốt, nhưng mà để cho cap bắn như thế này, rồi tí nữa Alice có đồ bảo kê tốt, cover tốt thì chắc có lẽ Celica phải đợi có đồ thôi, chứ không có dám là nó cắt mặt ra anh em ơi.
Ok, lấy trụ xong thì mình sẽ di chuyển đi hỗ trợ team nhiều hơn nha. Ở build đồ của Cap thì mình vẫn sử dụng build đồ như vậy thôi. Nói chung thì trang bị của AD thì không có thay đổi trong mùa S2023, bởi những trang bị của xạ thủ thì không thay đổi. Còn pháp sư thì chúng ta chỉ thay đổi một chút xíu ở cái trang bị gươm hiển chiết thôi. Gươm hiển chiết là một cái trang bị phù hợp cho những con tướng gây sát thương liên tục, kiểu sát thương cấu rỉa nha anh em ơi. Ngon. Liếm được cái mạng của Murad, tuyệt vời. Còn Tara đi đuổi Batman, lấy đam đâu mà giết Batman nhở? Còn bây giờ thì bạn chạy đi đâu? Batman hay. Cái này bây giờ đam chính từ những pha gọi là chúng ta vừa đi vừa bắn nha. Đam từ cái súng nhỏ, chứ súng to đam không có to. Và mình chỉ bắn 2 phát thôi. Từ khi mình muốn giữ khoảng cách an toàn, mình chơi cấu diệt từ xa hoặc là mình bắn trụ từ xa thì mình mới chơi súng to thôi. Còn nếu không mình được bắn ít thì mình chơi súng nhỏ cho nó đam nó sướng em ơi. Bắn đấu sĩ hay là tanker nó mới thấm nha. Còn súng nhỏ, súng to ấy, anh em bắn mấy con tướng máu mỏng thì ngon anh em nha. Tập trung ép đường thôi anh em ơi. Rồi xong Murad. Bạn giật về là hết cơ hội được sống rồi. Lại mạng của mình nha. Tuyệt vời, ta-da. Quá là tham Batman và lại mạng cho mình nữa kìa. Trời ơi, thế này thì đỡ sao được 7 phút 10 mạng. Có vương tàn rồi, anh em nhớ hả, lưu ý nè, bé Cap tốc đánh càng nhiều đam càng to. Cái độ tại giống Alen nha. Tốc đánh chúng ta sẽ được chuyển sang công và lý. Đó, một cái độ tại xịn xò con bò anh em ơi. Giống như con to nè, nó hồi chiêu được chuyển thành công và lý. Đấy thì Cap của chúng ta cũng có cái điều tốc đánh là chuyển thành công và lý. Áo lực. Rõ ràng chất tướng team mình cũng đâu có lợi thế quá thời điểm đầu game đâu. Nhưng ở vị trí AD nó khác bọt, khiến trận đấu đánh dễ hơn cực kỳ à. Anh em thấy chưa? Quá ngon luôn, thế trận quá yêu team mình vui mà chỉ mình lướt hơi an toàn rồi. Ta không đến tầm phát chỉ sau khi lướt chiêu 2. Chứ mình bắn được cái phát đó là chắc chắn Zeda chết nha. Dường như chúng ta phải ăn Cesa thì mới đẩy lên cơ. Cẩn thận nha, cẩn thận, vẫn còn chiêu đấy. Từ từ thôi. Wow, dí mình kìa. May quá là Murad không có dí, nhưng gọi là dí hết nha. Rồi, tranh thủ, cao thủ không bằng tranh thủ, tí lấy lại cái trụ rồi. Như là ta đã phế rồi anh em ơi. Với việc cầm con bài Tara mà nói chung là đầu game yếu thế này thì lấy gì tăng cho team đây. Ui, một phát nữa thôi là mình đi nha. Nhưng mà Seneca đang thử đường khá là tốt. Với tầm bắn lợi thế hơn mình thì nói chung là cuối game Seneca sẽ lợi thế nha. Nhưng mà nếu để mình áp sát thì Seneca sẽ không có cửa với mình thời điểm hiện tại đâu anh em ơi. Tập trung anh em ơi, hỗ trợ mình thêm phát nữa nha. Nói chung thì cũng khá là muộn rồi. Mình cũng muốn end game trận đấu sớm để đi ngủ. Bởi vì là hôm nay cũng xem nhiều trận chung kết quá. SEA Games thì cũng nhiều chung kết. Rồi Liên Quân thì cũng chung kết mình siêu lâu anh em ơi. Cũng hơi mệt, xem nhiều cũng mệt anh em nhở. Chơi game đã mệt rồi, chơi game đã căng thẳng rồi, mà xem không thì cũng căng thẳng như là gọi là chơi game ý. Ok, có trụ rồi, lướt xa đây. Rồi để cho mình bắn kìa. Nhưng mà nãy giờ hình như toàn điểm hỗ trợ anh em ơi, 8 điểm hỗ trợ rồi. Đã phải về anh em ơi, đồng đội lên bản đến số hết rồi, vẫn chưa win được cái trận đấu này. Team bạn vẫn thủ được tốt. Thực ra là team bạn kiểu có tanker đánh dễ hơn team mình rất là nhiều. Chẳng qua là đầu game team bạn hơi gọi là hơi yếu thôi.
Nhưng mà thì nó để mình lên được cái dược thần cung là tăng cơ cũng hơi 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 khổ nha. Bây giờ mình bắt đầu có đồ đấy, bắt đầu chơi được đấy anh em ơi. Đừng lên cao nha. Batman bây giờ thì có lẽ thì phải tóm được CDK thì team mình mới đẩy được. Chưa tóm được CDK là không có đẩy được đường đâu anh em ơi. Ăn đi bà ơi, ăn đi ăn đi. Ok rồi, theo hỗ trợ nha, theo hỗ trợ nha. Batman đứng sau vô, sợ cái gì bà ơi, bạn tàng hình mà. Ơ ngon kìa. Ôi lại còn có Serica đấy kìa. Ngon rồi, thôi, xong. Làm hết rồi anh em ơi, bây giờ chơi win thì bao giờ win. Tara đã buông búa rồi. Tara buông búa rồi, không chơi nữa. Bởi vì hai chủ lực của team chết luôn đầu đầu combat rồi. Thì đánh cái gì đây? Anh em thấy những phát chỉ của cáp của điểm cuối game nào, quá chất lượng luôn, mặc dù không chất lượng bằng ngày xưa nhưng mà bắn tầm xa vẫn rất là ok. Rồi có lẽ thì video clip Nova cũng đến đây hết cho anh em của đêm của ngon nhé. Hẹn các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.